Ôi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ test cái khổ thun 13, 19, 160, 0.65, khoảng cách kéo là 80 cm và bắn B7. Thì không biết là cái khổ thun này của anh em nào, nhưng bây giờ mình sẽ test 5 viên các bạn nhé. Xem cái sơ tốc nó là bao nhiêu. Khoảng cách này là kéo 80 này. Rồi, ok, action. Ôi, viên đầu tiên các bạn ơi. Chín mươi sáu chấm năm. Các bạn lưu ý một điều là khi mà bắn theo kiểu như là súng ná này thì nó sẽ không có độ vẩy tay nhé. 95.69. Đấy, nó không có độ vẩy tay cho nên là cái sai số của nó sẽ thấp, nó không cao đâu. 94.7. Có hiện tượng là nó giảm rồi đấy. 91.2. Thế giảm khá nhiều. Đây là cái khung số đo thực tế này. 94.6. Rồi, ok, 5 viên. Đó, với khẩu thun là 13, 19, 160, khoảng cách kéo 80 và bắn B7. Đó, cho thông số như vậy. Rồi, ok, bây giờ là clip test tiếp theo. Lại phải dừng một chút xíu để cho nó, để mình lắp thun với lắp thông số nữa.